Như đã nói ở đầu video thì sau khi đã khám phá này, fit xong này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người là cách reset và cài đặt khóa Samsung SHS1321. Và đây hiện tại này thì khóa đã được cài mã này. Đúng chưa? Và mình sẽ giả thiết cho một trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mình không cần reset, mình cài thêm, mình cài trồng lên, thì những cái dòng này khi mà mình cài mã mới ấy, thì nó sẽ tự động xóa mã cũ. Thì để cài đặt mã mới này thì chúng ta tháo nắp pin ra này. Chúng ta bấm nút cài đặt này. Chúng ta bấm mã chủ này. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt mã mới này. Đấy, chúng ta ấn sao. Và chúng ta nhập lại này. Đấy, khóa kêu như thế là chúng ta đã thêm mã mới thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Đấy, chúng ta đã thêm thành công. Và cái mã đầu tiên nó đã bị mất rồi. Đấy, sẽ không mở nữa. Và vừa rồi, đấy là cách chúng ta nhớ được mã chủ. Và chúng ta muốn thay mã, hoặc chúng ta muốn thêm thẻ, xóa thẻ thì thêm thẻ. Còn cái trường hợp bắt buộc phải reset là trường hợp chúng ta sẽ không nhớ mã chủ nữa. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ nhấn vào nút reset này này. Nhấn vào nút cài đặt này này. 10 giây này. Kêu một lần này, kêu lần thứ hai này. Tiếp này, kêu một lần nữa này. Đấy. Thì chúng ta thả tay ra và chúng ta nhập cái mã này. 4 này. 5 này. 6 này. 0 này. 8 này. 5 này. 2 này. 5 này. 8 này. 0 này. Đấy, thì sau khi chúng ta đã reset thành công thì mã mặc định là về 1, 2, 3, 4 và tất cả các cái mã trước sẽ bị xóa hết. Và chúng ta bây giờ thử này. Đã bị xóa đúng ạ. 2, 4, 6, 3, 5, 7. Bị xóa đúng ạ. Và 1, 2, 3, 4. Sao? Ok, là chúng ta đã đưa khóa về mặc định. Và tiếp theo, khi đưa khóa về mặc định, chúng ta muốn cài mật khẩu thẻ từ mới thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây, chúng ta bấm vào nút cài đặt này. Tiếp theo này, tiếp theo chúng ta phải bấm mã chủ này. 1, 2, 3 này, 4 này. Ấn sao này. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ nhập mã muốn đặt này. 1, 4, 7 này, 2, 5, 8 này. Chúng ta nhấn sao này. Và chúng ta phải nhập lại cái mã đấy này. 1, 4, 7 này, 2, 5, 8 này. Sao này. Ok. Và chúng ta sẽ thử cái mã đấy vừa đặt này. Đấy, thành công. Và lúc nãy thì cái quả mã 1, 2, 3, 4 thì nó đã mất rồi. Đấy, quả đã mất rồi. Và sau khi đã cài mã rồi thì
chúng ta sẽ cài thẻ. Thì tương tự chúng ta sẽ bấm ở mặt sau này. Chúng ta phải nhập cái mã chủ này để vào cài đặt này. Chúng ta nhấn sao này. Và lúc nãy chúng ta chỉ cần đưa cái thẻ từ vào này. Đấy, như thế là thành công. Đấy, đã thành công. Về dòng khóa Samsung này thì bản chất nó sẽ thường có cái mã ảo. Đây, mã ảo là như thế nào? Nó sẽ tự động nhảy hai cái số bất kỳ. Đây, 19 này. Đúng ạ. Nhưng lần khác lại là 59 này. Lần khác lại 47 này. Thì cái đấy là không quan trọng, đấy là cái mã ảo của cái dòng khóa này. Còn chúng ta chỉ cần nhớ được cái mã chủ của chúng ta thôi. Còn khóa nó sẽ mặc định hai số đầu tiên là hai số ảo và bất kỳ, không lần nào giống lần nào cả. Hôm nay chúng ta đã cùng khám phá Fit GCS cài đặt khóa điện tử Samsung SHS1321. Về phần cài đặt thì chúng ta xem video không hiểu thì mình sẽ để dưới phần cài đặt, về để dưới phần mô tả chúng ta có thể xem thêm. Còn mọi người dùng không hiểu hoặc là có trở ngại và là sự cố như nào thì mọi người có thể liên hệ, mình sẽ hỗ trợ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại. Mọi người nhớ like, subscribe để đón xem những cái số khám phá tiếp theo, các cái dòng khóa tiếp theo. Xin cảm ơn.